56 triệu anh em ạ. Rồi ok, coi xem kết quả như nào này. Khi mà anh em chơi con game bài đổi thưởng iWin thì cái tài xỉu này thì nó hơi nhanh một chút, nhưng bù lại một cái nghĩa trường hợp này, nó đây là tài xỉu cân bằng. Nếu trường hợp mà bạn chọn bạn đặt với bên xỉu mà cái họ trả tiền ấy, thì những cái lúc thắng lúc thua nói chung là nó cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm khác với những cái tài xỉu kia anh em nhá. Như cầu này này, đây. Như cầu này thì mình nghĩ khả năng tay này là sẽ vẫn ở bên tài, thang bên tài, nhưng mình không kịp vào anh em ạ. Đó, mình không kịp vào, nếu vào thì cũng vào chỉ 100k thôi anh em ơi. Rồi ok, khi mà nó bệt ra cầu 12 ở bên này rồi thì anh em nên mua cho mình cầu gì? Đó là tiếp tục a từ từ đã. Anh em nhớ không? Hai con bệt tài, bây giờ ba con ở đây là đủ 4 con rồi. Ok rồi, tay này thì thang xỉu là hợp lý rồi. Và cái này thì mình sẽ đi với 1M anh em nhá. Vì nó ra vừa nãy ra 4 con tài cân rồi. Đó, nó ra đủ 4 con tài rồi thì tay này thang xỉu là hợp lý rồi, chứ không có cái cầu nào ở bên tài đâu anh em nhá. Đây, cho anh em xem lại là lịch sử đây. Hiện tại thì anh em nhìn này, hai con bệt tài 4 đúng không? Đây sẽ cầu bệt 5 đúng không? Thì bây giờ là 3 này, 3 con bệt tài này. Đó, 5 con bệt xỉu này cộng với một con bệt tài không phải là 4 này. Đó, sau khi dạy cầu này xong rồi, mình lại tiếp tục mình nuôi vào cầu xỉu và mình sẽ đi với 100k thôi. Đó, ok anh em, đi phải nghĩa là mình lượn cầu là mình vào thôi. Có những cầu đi nhỏ gọi là mình đi chống cửa thôi, ok nhé. Tuyệt vời, là ngay 97.000. Thì anh em nhìn lại cho mình cái dạy cầu bây giờ này, nó bệt khoảng tầm là 3 con xỉu này. Chứ bây giờ ra 22 con rồi. Và thứ nhất là 9 này, 9 này, bệt tiếp này. Thì 99, mình nuôi bệt tiếp anh em ạ. Mình nuôi bệt tiếp. Và tay này thì mình sẽ đi với khoảng tầm là 1M667.000 đi. Đó, không kịp vào 7.000, 1.660k thôi, còn để lại 2 triệu. Lên tiếp tục anh em. Rồi, không được anh em ạ. Tay này thì nó lại không biệt về xỉu mà nó biệt về tài, nó bẻ sang tài. À, cái cầu này cầu quá rồi. Mình thì đang nghĩ cầu này sẽ là cầu 1-2-3 đấy anh em. Cầu 1-2-3 đấy anh em ơi. Đó, không né đi đâu cái cầu này 1-2-3 cả. Nếu trường hợp mà nó không biệt về xỉu ấy, đó, thì nó sẽ ra cầu 1-2-3. Hiện tại đang là dạy cầu 1-2-1 anh em nhá. Lên ai nhé. Rồi, khi mà anh em chơi thì anh em hãy nhớ cho mình quan điểm là mình có lời được khoảng tầm là 30-40% là mình nghỉ anh em nhá. Rồi, lên 3.947.000. Thì ok anh em, mình bảo với anh em là ra cầu 1-2-3 đúng không anh em? Thì tiếp tục thôi, mình nuôi vào 1-2-3. Như tay này thì mình sẽ đi lại ít lại một chút anh em nhé. Và mình sẽ vẫn giữ quan điểm đó là đi khoảng, để lại khoảng tầm là 2M. Rồi, lên tiếp nào. Tuyệt vời không mặt trời luôn, ra ngay 1-2-3 luôn anh em ơi. Lên 5.833.000 rồi, quá là ổn áp rồi anh em ơi. Vẫn tiếp tục làm thêm một vài tay nhá. Hiện tại bây giờ mình cũng đang thắng rồi. Thì ra 1-2-3 rồi. Anh em nhìn dãy cầu 1-2-3 như này rồi. 1-2-3 như này rồi. Thì mình phải làm gì? Đó, bẻ ngược sang cái cầu xỉu. Và cầu này thì mình sẽ đi với 400k. Còn để lại 5.4 triệu anh em ạ. Thấy không? Nên tiếp tục. Rồi, không đúng một cầu rồi. Nó tiếp tục, nó bệt ở bên tài anh em nhá. Và trường hợp này 11, 12, 12 thì nó sẽ sang xỉu. Nếu trường hợp này 12 và 11. Từ cầu này lên đi nhẹ cho mình nhá. Cầu này lên đi nhẹ cho mình. 100k bên tài thôi, không phải đi bên xỉu đâu. Trường hợp này 11, 12, 11 thì khả năng nó về xỉu, nhưng mà 11, 12, 12 khả năng còn bệt tài. Đó, còn bệt tài. Ai chà, không đúng anh em ạ. Không đúng anh em ơi. Thế hôm nay thì mình sẽ chốt lời con số là 5 triệu, còn để lại 333.000 nhá. Rồi ok. Nó không đúng như những gì mình nói, mình bệt tài quá nữa nên để ra cái dãy cầu này mà nó không ra. Thôi thì mình nuôi theo xỉu thôi. Mình nuôi theo xỉu thôi. Bây giờ hiện tại nó về khoảng tầm là như kia rồi anh em. Hai con xỉu, 4 con tài và bây giờ 1 con xỉu. Nuôi tiếp 1 con xỉu anh em nhá. Nuôi tiếp con xỉu rồi ok. Tuyệt vời mặt trời luôn anh em ạ. Đó, lên 5.655.000 rồi. Thế trường hợp này thì anh em nên nuôi cầu nào? Thì thực sự anh em, nhìn dãy dãy cầu khá là cân chưa, khá là đẹp chưa? Rồi ok. Nhưng anh em phải hiểu là cỡ dãy cầu này nó về 5, dãy cầu này nó về 4, mà trong khi 1-2-3 thì lại giống nhau. Thì mình đang nghĩ cái dãy cầu này 4-3-2-1 đó, mình nuôi tiếp khoảng tầm là nếu mà đi được cầu này 200k vào bên xỉu 4-3-2-1. Đó, tin cho anh em ơi. Tuyệt vời mặt rồi, làm thêm khoảng tầm là 97.000. Nếu vào sớm hơn thì một chút nữa anh em nhé. À, ok, làm thêm một tay nữa đi. Đây, 8-9-9 để sang xỉu. 11-12-12 bệt sang xỉu. Đó, thì bây giờ tay này thì mình sẽ nuôi thành cuối, nếu không được thì mình dừng anh em nhé. Đó, ok, còn để lại 5M thôi, chốt lời số 5M thôi. Lên nào, con nào,
Ôi rồi nó bẹp thằng thằng xỉu rồi. Cách thức 11, 12, 12 nó bẻn xỉu thế này này. 8, 9, 9 mình nghĩ nó bẹp sang tay là anh ơi không bẹp những cái tay như thế này. Mình khuyên anh em dừng tại sao? Vì nó bẹp một tay này không biết trường hợp nào đâu mà bẻn anh em ạ. Thế nên là mình phải nghỉ anh em ơi. Hôm nay nhẹ nhàng tình cảm mình chốt lời cho anh em 5 triệu. Và mình sẽ rút ra với khoảng tầm là 2 triệu anh em nhá. Ok anh em ơi, tuyệt vời mặt trời. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.